Xin chào các đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên các bác mẫu xe đạp địa hình 9XX1, một dòng xe đạp khung nhôm, trang bị bánh 26 inch và được sử dụng một bộ group của S-Jam dòng X3. Thì chiếc xe này đang có giá bán với em chỉ có là 5.800.000 các bác nhé, một cái mức giá rất là rẻ. Mà xe thì đã được sử dụng bộ đề của Mỹ này, thương hiệu thì là thương hiệu 9X của Ý này, và đặc biệt là trang bị thêm cả một bộ phanh dầu các bác nhé. Một bộ phanh thủy lực dầu đến từ Shimano, đến từ Techo đây. Phanh dầu các bác nhá. Giá 5.800.000 của phanh dầu dùng thì rất là ngon rồi. Đấy, thương hiệu Chinix, một cái thương hiệu cũng không còn lạ lẫm gì với các bác chơi xe rồi, một thương hiệu của Ý và rất là tốt trên thị trường hiện nay. Tông màu thì được sử dụng tông màu nâu cà phê, rất là đẹp, cực kỳ là nhã nhặn. Rất đẹp các bác nhé. Do là đã qua quá trình sử dụng nên là nó xuất hiện những cái vết xước nhỏ, xước răm không thể tránh khỏi thôi. Là sơn xi thì vẫn là sơn zin. Và tổng thể xe thì cũng còn cực kỳ là đẹp. Và toàn bộ chiếc xe này là em nhập khẩu nguyên zin 100% các bác nhé. Vành bánh là 26 inch này. Vành vẫn 9X zin theo xe. Lốp được sử dụng là lốp của Kenda. Và nó sử dụng một cái bản lốp nhỏ, bản lốp 26 cỡ nhỏ, để xem cái nhân nó là bao nhiêu. Đây, chỗ em rời đây đang mưa nên là nó hơi tối, để em nhìn. Đây các bác nhá, sử dụng bản lốp là 26x195 này, một cái bản lốp nhỏ. Và để cho các bác có thể vừa đi được đường nhựa này, vừa có thể leo núi rất là tốt. Mayo này thì cũng zin theo xe thôi, mayo của Quaddo, và lip là sử dụng loại lip vặn. Lip vặn 8 tầng lip. Đề S-Jam X3 các bác nhé, cái loại phụ tùng rất là cao cấp của Mỹ. Gặt đĩa trên là Shimano Tourlay. Và đùi đạp cũng là nguyên zin theo xe 9X, đùi được cắt CNC rất là đẹp. Đấy, trên phần ghi đông thì cũng được trang bị ghi đông của Ford này, cũng là nguyên bản hết này. Tay bấm xả S-Jam, tay bấm xả của S-Jam các bác nhé. Đấy, và cục phanh dầu của Techo, phanh dầu rất là ngon. Đấy, cứ những cái sừng trâu này cũng là nguyên zin luôn theo xe này các bạn. Giảm sóc của xe là giảm sóc dầu thủy lực đến từ thương hiệu Zoom. Vành bánh trước thì cũng giống mayo sau thôi. Cũng 26 inch. Đấy, mức giá 5.800.000 rất là tốt để cho các bác mua về để phục vụ cái việc thể dục thể thao hàng ngày, rèn luyện sức khỏe. Đấy, hoặc là các bác có thể mua cho học sinh để đi học. Và giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Và thì có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà bọn em đăng lên kênh. Thì các bác ở trên điện thoại ấn cái mũi tên trở xuống ở đây. Đấy. Thì những chiếc xe nào mà em đề giá đây. Đấy, thì giá bên em luôn công khai. Để trên phần tiêu đề hoặc là các bác xem đến cuối video thì sẽ có giá bán của chiếc xe. Và những chiếc xe nào mà ở phần tiêu đề em ghi là đã bán thì tức là chiếc xe đấy đã bán rồi. Ngoài ra thì các bác hay hỏi là không nhận được thông báo mỗi khi mà xe lên kênh, thì các bác ấn đăng ký ở đây, ấn thêm nút chuông, chọn là tất cả để khi mà bên em đăng video lên kênh mỗi ngày một video thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì xe phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m60 đến 1m70 đi là phù hợp. Bộ chuyển động S-Jam X3 8 lít và 3 đĩa cho 24 tốc độ khác nhau.
Và giá bán của xe bên trong như thế này. Giá bán như em đã thông báo ngay từ đầu video là 5.800.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đã đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.